Hello everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là ở bài học trước các em đã được học về phần skill 1 với hai kỹ năng là kỹ năng reading và kỹ năng speaking. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần skill 2 với hai kỹ năng là kỹ năng listening và kỹ năng writing. Trong phần kỹ năng listening bài học ngày hôm nay, các em sẽ được nghe về những thay đổi mà phụ nữ ở đất nước Kenya đã trải qua. Và bên cạnh đó, đối với phần kỹ năng writing, các em cũng sẽ được học về những thay đổi về vai trò vị trí của thanh thiếu niên, teenagers in the future, thay đổi về vai trò vị trí của thanh thiếu niên trong tương lai. Và trước khi bắt đầu với phần bài nghe của ngày hôm nay, thì bây giờ cô sẽ cùng tìm hiểu về các em một số từ vựng mới mà các em sẽ gặp trong bài nhé. Từ vựng đầu tiên mà các em sẽ gặp ở trong bài ngày hôm nay sẽ là động từ earn. 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 Ta có động từ earn sẽ mang nghĩa là kiếm tiền. Earn, kiếm tiền, kiếm được tiền sẽ là earn. Tiếp đến ta có financially independent. Financially independent. Financially independent. Financially independent sẽ là tính từ mang nghĩa là độc lập về tài chính. Ta có independent sẽ là tính từ độc lập, và financially sẽ là thuộc về tài chính. Vì vậy ta có financially independent sẽ là độc lập về tài chính. Tiếp đến ta có male dominated society. Male dominated society. Male dominated society sẽ là xã hội nam giới thống trị. Ở đây ta có male là nam giới hoặc là đàn ông, dominated là thống trị, trị vì, dominated. Và society là xã hội, vì vậy ta có male dominated society là xã hội do nam giới thống trị hoặc là hay còn gọi là xã hội phụ quyền. Tiếp đến ta có higher education. Higher education. Higher education sẽ là giáo dục đại học. Higher education. Và cuối cùng ta có housewife. 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 Danh từ housewife sẽ mang nghĩa là bà nội trợ. Housewife, bà nội trợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books, để xem thử đối với phần bài nghe ngày hôm nay, các em sẽ được nghe những thông tin gì liên quan đến những thay đổi mà phụ nữ ở đất nước Kenya đã trải qua nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần Skill 2. Listening 1. Look at the maps. Where is Kenya located? What do you know about this country? Và ở hoạt động đầu tiên này, người ta yêu cầu các em là các em sẽ nhìn vào trong cái bản đồ và trả lời cho câu hỏi đó là đất nước Kenya nằm ở đâu? Em có biết gì về đất nước này? Em đã biết gì? Em biết gì về đất nước này? Và đối với phần bài làm này, các em có thể trả lời theo ý kiến của mình. Sau khi đã hoàn thành xong câu trả lời của mình, các em có thể bấm vào nút Show Answers bên dưới để tham khảo phần trả lời của máy, để xem thử liệu rằng chúng ta sẽ phải bổ sung gì thêm cho câu trả lời của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true or false. Đối với hoạt động số 2 này, các em sẽ nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya. Sau đó các em sẽ quyết định xem liệu rằng những cái nhận định ở bên dưới là đúng hay là sai. Ví dụ như câu đầu tiên ta có Kenya được đàn ông thống trị ở giữa thế kỷ 20 nhiều hơn bây giờ. Hay như câu số 2 đó là Women work to be financially independent. Phụ nữ làm việc để độc lập về tài chính. Câu số 3 đó là The number of women attending colleges and universities have risen. Số phụ nữ học đại học và cao đẳng đã tăng. Tương tự như vậy, các em sẽ xem thử còn những nhận định gì còn lại. Và sau khi đã đọc xong toàn bộ những nhận định này, các em bắt đầu bấm vào nút play để lắng nghe đoạn mô tả về những thay đổi trong vai trò vị trí của phụ nữ nữ ở đất nước Kenya. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe thử xem thử ở câu đầu tiên. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án đó là nhận định đúng hay là sai nhé. Now start to listen. Back in the mid-20th century, Kenya was a more male-dominated society compared to today. Men were ahead of women in both. Và đối với câu đầu tiên các em vừa nghe thấy đó là Kenya was a more male-dominated society compared to today. Có nghĩa là Kenya là một cái xã hội mà nam giới thống trị nhiều hơn so với ngày nay. Vậy thì câu số 1
sẽ là một nhận định đúng. Ta sẽ đánh dấu vào đây là true, nhận định đúng. Và tương tự như vậy, các em sẽ tiếp tục nghe phần còn lại của bài mô tả và xem thử các nhận định còn lại là đúng hay sai, và sau đó các em sẽ đánh dấu tích vào ô đúng của nó. Sau khi đã hoàn thành xong thì nhớ bấm vào nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. 3. Listen to part 2 again and fill the blanks with the correct information. Đối với hoạt động số 3, các em sẽ nghe lại phần 2 một lần nữa mà điền vào chỗ trống với thông tin đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lắng nghe lại đoạn số 2, xem thử đối với các thông tin bên dưới, tỷ lệ nữ ở Kenya ở nhà như là một bà nội trợ vào năm 1995 là bao nhiêu, năm 2010 là bao nhiêu và năm 2025 được tiên đoán là bao nhiêu, hay như tỷ lệ của phụ nữ ở Kenya có đến tham gia vào các cái trường cao đẳng hoặc là trường đại học vào năm 1995, năm 2010 và năm 2025 là bao nhiêu. Now start to listen. Let's look at some figures. In 1995, 65% of Kenyan females stayed at home as housewives. Vậy thì đối với câu đầu tiên các em vừa nghe thấy đó là 65%. Chúng ta sẽ điền vào năm 1995. In 1995, 65% of Kenya females stayed at home as housewives. 65%. 65% phụ nữ ở Kenya ở nhà làm nội trợ. Và tương tự như vậy, các em sẽ tiếp tục xem thử những cái năm còn lại thì số lượng phần trăm có thay đổi gì và nó sẽ là bao nhiêu. Sau khi đã hoàn thành xong phần bài làm này, các em nhớ bấm nút Submit để kiểm tra xem thử đáp án của mình đã đúng với bài mô tả hay chưa nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4. Working groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes. Và với hoạt động số 4 này, các em sẽ làm việc theo nhóm. Em sẽ trả lời cho câu hỏi là: em nghĩ gì về vai trò của thanh thiếu niên? Em nghĩ như thế nào về vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi ở trong tương lai? Các em sẽ tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể xảy ra ở bên dưới này. Các em sẽ điền vào những vị trí được cho. Và sau khi đã hoàn thành xong, các em có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo cho phần bài viết của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, Activity 5. 5. Choose one of the group's ideas and write a short paragraph about it. Đối với hoạt động số 5, các em sẽ chọn một trong những ý kiến của nhóm em và sau đó các em sẽ viết một đoạn văn ngắn về nó. Và trong bài viết, em nên đề cập tới những vấn đề như là what the change is, cái sự thay đổi đó là gì? Why you think the change will happen? Tại sao em lại nghĩ là cái sự thay đổi này sẽ xảy ra? And what this change will mean for society? Và sự thay đổi này nó sẽ có ý nghĩa gì đến xã hội? Sau khi các em đã hoàn thành xong bài viết của nhóm mình thì các em cũng có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo cách viết cho phần bài viết này. Good job! Vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học ngày hôm nay rồi đấy. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay thông qua phần mềm IC Books và cũng đừng quên chuẩn bị cho phần bài học mới nhé. Ok, goodbye, see you!